này xây dựng rất là đồ sộ, sôi động đó, có rất là nhiều nhà, thì cũng có rất là nhiều người đã dọn vào ở rồi, nhưng mà họ còn tiếp tục xây dựng nữa. Khu này thuộc thành phố Richmond. Thì hôm nay Vi đi cái này gọi là cái walk, trước khi mà người ta để cái vách tường lên thì khách của Vi không có đi được, nên Vi đi rồi sẵn tiện video chia sẻ với anh chị là nhà ở Mỹ xây như thế nào và những giai đoạn như thế nào ha. Thì đó, thì bình thường là những cái miếng đất như thế này, trống như thế này nè đó, xong rồi khi mà mình mua mình xây thì họ sẽ đổ cái foundation trước, xong rồi họ sẽ dựng mấy cái frame là cái miếng gỗ lên trước đó, sau đó thì tới cái mái nhà. Sau khi mái nhà xong thì họ lót mấy cái bên ngoài này nè đó, mấy cái này bên ngoài, rồi trước khi họ để đá và gạch. Thì căn nhà này là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 4 mặt gạch, có đá ở bên dưới đó. Khách của Vi mua xây chọn vật liệu bên trong theo ý. Thì bây giờ mình đi vô trong cái garage. Nhà này là của hãng Perry Home. Đây đó, bình thường thì họ sẽ dựng mấy cái này lên trước nè, rồi ở trên này, rồi mái nhà đó. Perry Home thì họ có làm cho mình cái tech seal luôn. Cái này gọi là, bên đây họ không có tech seal hả, nhưng mà cái màu xám này nè đó, thì tùy hãng, có hãng họ để, có hãng họ không để, nhưng mà có cái màu xám này thì nó làm cho mình bớt nóng hơn đó. Rồi đây là ở phía trên, phía trên này thì họ cũng làm gỗ, cái này hình như là 2x6 đó. Rồi họ chạy dây internet, rồi dây ga, dây điện đó. Cái ống màu đen này nè là ga nè, rồi cái ống này nè là điện, internet, cái này là internet, rồi bên đây mới là điện đó. Rồi bên đây là ống nước đó. Chỗ này cái cục này là máy water heater, cái máy nước nóng. Thì bình thường Perry Home á, họ xây nhà cái máy nước nóng á là cái bình lớn họ để ở trên cái attic, nhưng mà khách của Vi á trả thêm tiền để làm cái water heater loại nhỏ để ở dưới. Thì đây là cái water heater nè đó, thì có ống nước nóng, nước lạnh. Rồi cái này á là pre-wire cho cái water softener, làm cái đường ống sẵn để mai mốt bỏ cái đồ lọc nước á, đồ lọc nước hết nhà luôn đó. Thì bây giờ và cái miếng này này là anh chị thấy là không phải cái vách tường nào cũng có cái miếng này đúng không? Cái miếng này là cho những cái vách tường ở bên trong thôi. Tại họ xây theo cái cốt á, nên không có phải cái nào họ cũng gắn, nhưng mà giống như là cái nào cần gắn thì họ mới gắn. Xong rồi bây giờ họ chạy dây xong hết rồi nè đó, thì họ chuẩn bị bỏ cái này lên, gọi là cái sheet rock, là cái vách tường đó. Để tới gần đây cho anh thấy cái đường ống của mình nè đó. Rồi cái máy nước nóng, tank lit water heater là ngay đây đó, chạy bằng ga, có ống nước nóng, nước lạnh, rồi chạy ra hết nhà, rồi qua hướng bên này là mình có cái cửa gara nè đó. Từ cái cửa gara đó mình đi vào thì mình thấy có cái cửa trước ngay đây đó. Cái mẫu này á đây, để vì đứng từ khi mà mình mở cửa đi vô đó, thì ở đây có cái vòng tròn. Đó, cái mẫu này rất là popular luôn, và Vi cũng quay rất là nhiều. Rồi phía bên phải này á, là mình có được cái phòng. Cái phòng này mình có thể để storage, bỏ đồ ngay đây đó. Phòng này là cái phòng trống thôi. Rồi ngay đây là cái chỗ mà mình có thể làm cái chỗ mình mang giày, mang dép. Rồi bên kia là cái chỗ giặt sấy. Thì tại sao mình khi mà mình xây nhà đó, mình nên đi mấy cái
cái quất như thế này là tại vì mình sẽ kiểm tra trước là những cái mà mình chọn, mình trả tiền để mà mình mua để mà xây á, mình kiểm tra coi thử nó đúng hay không hay thiếu gì trước khi mà họ lót vách tường lên. Tại vì khi họ lót vách tường lên á là họ sẽ nếu mà thiếu cái ống nước hay là ống ga á, thì họ phải tháo vách tường ra rồi họ mới gắn vô lại. Thì cái hôm nay á Vi đi cho khách thì phát hiện ra là cái ống máy sấy á là ở đây bình thường họ làm máy sấy là bằng điện thôi, họ không có gắn cái ống ga. Nhưng mà cái nhà của khách Vi á mua á là khách cũng yêu cầu là làm cái đường ống ga sấy bằng ga thì trả thêm tiền, đồng ý trả thêm tiền, nhưng mà họ thiếu cái đó. Thì đây nè, đó ổng có ghi chữ dryer là thiếu cái ống ga thì họ sẽ gắn cho mình đó, rồi trước khi mà họ làm cái vách tường lên. Thì hôm nay đi là mình đã phát hiện là thiếu cái ống ga. Chỗ này là cái chỗ giặt sấy nè, tại mình có thể sấy điện và sấy ga, nhưng mà sấy ga thì rất là tiết kiệm tiền, tại điện thì mắc hơn đó. Rồi đi xuống dưới đây, anh này ảnh đi cái chân hay quá hả, giống như mấy người siết vậy đó. Nếu mà cho Vi mượn đi chắc đi không được đâu đó. Thì hiện tại là ổng đang bỏ mấy cái installation, mấy cái này nè, bỏ ở trên vách tường và ở trên này để cho nóng lạnh á, mình không có giống như là tiết kiệm điện đó. Đó, ông sẽ bỏ hết trên cái phía trên này, ông sẽ bỏ lên hết. Sau khi họ gắn cái đá xong thì họ mới bỏ cái vách tường là mấy cái này đó. Thì đây là cái không gian bếp. Cái bếp này á là khách cũng có upgrade làm cái built-in kitchen. Thì bình thường cái mẫu nhỏ của Perry Home, mẫu này hình như Vi nhớ là mẫu 40, mẫu nhỏ thì họ chỉ có một cái lò rồi cái microwave ở trên đó. Nhưng mà cái này á upgrade nên mình sẽ có là cái microwave và cái lò nướng là nằm một bên này, rồi chỗ này là cái cooktop là cái lò nấu ở trên thôi, chứ không phải là nguyên một cái lò đốt vào đó. Thì nó sẽ đẹp hơn, sang hơn, mà cũng trả tiền nhưng mà thật sự là đáng. Tại vì nếu mà mình làm sâu thì Vi thấy mắc tiền hơn là mình làm với họ. Tại vì như Vi chia sẻ là có những cái mình làm với họ rẻ mà có những cái mình làm với họ mắc, thì mình tùy cái. Bởi vậy Vi mới chia sẻ là anh chị khi mà đi xây nhà đó thì mình nên cần một người realtor họ hướng dẫn cho mình đó. Thì đây là cái bếp, rồi chỗ này là không gian bàn ăn, rồi bên kia là cái phòng khách đó. Thì cái phòng khách này thì khách Vi cũng có upgrade làm cái ổ điện ở dưới sàn nhà ngay chỗ phòng khách. Thì bây giờ họ để cái này là mình không có thấy, nhưng mà có đó. Rồi qua đây thì cũng không thay đổi gì hết, là có phòng ngủ nè, rồi bên kia một phòng ngủ nữa với lại cái nhà tắm. Cái mà khách của Vi làm là cái pendant light. Ở đây có hai cái đèn thòng xuống nè đó. Bình thường là họ không có làm sẵn cho mình, họ chỉ có cái đèn tròn thôi. Còn đèn mà thòng xuống ngay cái chỗ cái bàn bếp á thì mình phải upgrade. Thì khách của Vi cũng có upgrade luôn, là có cái này đó. Giống như mình đi cái này á là để mình kiểm tra là những cái mà mình upgrade á là họ có làm hay không trước khi mà họ bỏ vách tường. Nếu mà họ không làm á mà họ bỏ vách tường lên rồi, sau khi mà thiếu á là họ phải tháo cái vách tường ra rồi họ phải làm lại đó. Và đây là lý do tại sao em khuyên anh chị nên mua nhà mới. Tại vì nhà cũ á họ không có dùng cái ống flex. Cái ống này á là ống này nước nóng nè, nếu nước lạnh nè thì nóng hay lạnh á cái ống này nó không có co giãn, nên anh chị không có sợ khi mà trời lạnh mình bị bể ống nước. Bây giờ tất cả các nhà mới á là họ đều dùng cái này thì mình rất là yên tâm. Đó, đây là một cái phòng ngủ khác nữa. Nhà ở Mỹ xây lẹ lắm, xây cỡ tầm 3-4 tháng là xong, chứ không phải như nhà Việt Nam mình. Rồi bên đây một phòng ngủ khác nữa đó. Rồi ngay đây là mình có cái chỗ rửa mặt nè, cái sink đó. Rồi bên đây là cái toilet, cái chỗ nước thải ra, rồi cái bồn tắm của mình đó.
Rồi, mình đi qua bên này. Ở bên này á, là mình có được cái master. Master của mình phía bên trái. Và bên phải của mình là cái phòng office đó. Nhà này là 3 phòng ngủ, mà được có một phòng office nữa. Ngay đây, phòng office ở phía sau. Có hai cái cửa sổ nữa đó, rất là sáng sủa. Và đây là phòng phòng master nè. Đó, ông đang bỏ mấy cái installation. Rồi đây là cái toilet của mình ngay đây. Rồi bên đây là cái closet và cái nhà tắm. Thì cái mẫu này á, mình chỉ có tắm đứng thôi, không có tắm nằm. Nhưng mà nếu anh chị em muốn tìm hiểu về mẫu này á, thì em sẽ gửi cái video cho. Tại vì cái mẫu này em quay rất là nhiều luôn. Đó. Khách em thì chọn mẫu này xây là tại vì để hợp hướng và mình xây theo cái ý của mình. Rồi ở phía sau thì cũng có patio luôn. Đây, patio. Đó, họ cũng làm chưa có xong. Sân vườn thì rất là vuông vóc. Ồ, nhiều sân nha. Cái sân này là còn một đống chỗ bỏ cả nữa. Đó, xung quanh là đã có người dọn vô ở rồi và cũng có người đó, bên này là có người ở rồi nè, rồi còn tiếp tục xây dựng và bên kia nữa, rất là nhiều nhà. Khu này thuộc thành phố Richmond, thuế ở đây là 3 chấm, tiền hát sau quay theo vì nhớ là 750, có hồ bơi, chỗ chơi cho các em nhỏ, phòng tập thể dục. Và từ đây mà mình đi ra khu Bel Air Việt Nam á, thì cỡ tầm có 30 phút thôi, rất là thuận tiện. Trường học tốt nữa. Và có rất là nhiều mẫu nhà. Nếu anh chị muốn kiếm tìm một căn nhà cỡ tầm 1.500 square feet thì ở đây cũng có luôn. 1.500 thì cỡ tầm 350, lớn hơn thì cái giá mắc hơn. Nhưng mà tùy theo nhu cầu của anh chị. Xin chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring, Humble, Fushia và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Hiện tại là em đang ở tại thành phố Richmond. Thì cái khu này họ xây nhà rất là nhiều luôn. Có hãng Perry Home, hãng Watson và hãng Coventry. Có rất là nhiều kích cỡ khác nhau, từ 1.500 square feet trở lên, tùy theo diện tích lớn nhỏ, nhà lầu, nhà trệt là có đầy đủ luôn. Thuế ở đây là 3 chấm chưa xin giảm và tiền hát sau quay là 750 một năm. Có hồ bơi, chỗ chơi cho các em nhỏ, phòng tập thể dục và công viên đi bộ tập thể dục nữa. Thì từ đây mà mình đi khu Bel Air Việt Nam thì cỡ tầm 30 phút. Đi chợ Mỹ, Walmart, rồi bệnh viện xung quanh, nói chung là cỡ tầm 10 phút thôi. Đi lại rất là thuận tiện. KD Asian Town thì khoảng 20 phút, Costco cũng khoảng 20 phút. Thì cái khu này á, họ bán rất là chạy luôn. Tại vì đi lại thuận tiện nè. Mình có thể đi KD, hoặc là mình đi Sugarland, hoặc là mình đi vô Downtown, hoặc là đi khu Bel Air Việt Nam. Nói chung là rất là thuận tiện. Tại vì mình đi ra là cái đường highway, đi hướng nào cũng được hết. Thì Vi thấy khu này bán rất là chạy. Thì hôm nay á, là Vi đi tới đây để đi cái work cho khách. Thì cái work này á, là khi mà mình xây một căn nhà theo ý của mình, giống như là mình chọn đất, rồi mình chọn vật liệu bên trong, rồi mình chọn những cái giống như là mình muốn để ống ga ở patio, hay là chỗ phòng sấy, hay là mình để đèn như thế nào á, thì cái này là cái work mà trước khi mà họ để dách tường lên. Tại vì họ sẽ kiểm tra là những cái mà mình chọn, mình trả tiền để mà mình có trong cái căn nhà này á, là có install, có gắn vào để trước khi mà họ gắn cái dách tường không. Tại vì nếu mà họ gắn dách tường xong rồi mà họ thiếu cái, giống như là thiếu cái ống đường ga đi, thì họ phải tháo hết cái dách tường rồi họ mới gắn cái đường ga, thì lại tốn thời gian, tốn công và tốn tiền nữa. Nên cái work này rất là quan trọng. Thì bình thường như Vi có chia sẻ là tất cả các khách hàng nếu mà mua nhà nhưng mà không có đi được cái first work, hoặc là đi cái work trước khi mà bỏ dách tường, hoặc là cái work meeting với builder, hoặc là những cái work nào anh chị không có thể đi được thì em sẽ đại diện đi cho anh chị. Tại vì khi mà anh chị xây nhà đó, em giúp anh chị chọn lựa đất nè, chọn lựa kiểu nè. Xong rồi sau khi mà anh chị đã chọn xong thì mình sẽ đi tới cái design center, mình chọn những cái vật liệu bên trong, màu sắc, tủ như thế nào á, thì anh chị chọn theo ý của mình.
Xong rồi sau đó anh chị không có đi được mấy cái này thì em sẽ đi. Tại vì khi mà anh chị xây nhà là em biết là anh chị chọn cái gì trong căn nhà, em nhớ hết. Nên những cái quắc như thế này là em đều nhớ là ồ, anh chị có cái này hay là không có cái này, để em chắc chắn là Hà sẽ gắn cho mình để không có bị thiếu. Thì hôm nay là Vi đi cho khách của Vi nên cũng phát hiện ra là Hà thiếu cái đường ống ga cho cái phòng máy sấy. Thì cũng rất là may mắn mình phát hiện trước khi mà Hà bỏ vách tường lên. Tại hôm nay là Hà sẽ chuẩn bị bỏ cái vách tường này lên. Thì khi mà Hà xây căn nhà đó thì Hà sẽ gắn cái installation là mấy cái miếng giống như bông gòn như thế này nè đó. Rồi sau khi Hà gắn cái đó thì Hà sẽ để cái vách tường là cái miếng bự bự bên kia đó, là vách tường lên để che lại. Thì xây nhà ở Mỹ cũng rất là đơn giản, cũng rất là hay, cũng không có phức tạp lắm. Nhưng mà những cái này rất là quan trọng, nếu mà anh chị không đi được thì em đều có thể đi cho anh chị. Nên lúc nào em cũng chia sẻ với anh chị, khi anh chị mua nhà mới hoặc là nhà cũ thì nên cần một người agent giúp đỡ cho anh chị. Không có cần phải là em đâu, ai cũng được, miễn sao anh chị cảm thấy là người ta có thể giúp anh chị tận tâm, nhiệt tình, hoặc là nói chuyện hợp ý. Thì anh chị dùng cái người agent đó để giúp anh chị mua nhà. Tại vì khi mình mua nhà đó có rất là nhiều điều anh chị không có biết, giống như là giống như là mình nên làm cái này hay là không nên làm cái này. Thì cái người agent mà chuyên môn bán nhà đó thì họ sẽ tư vấn cho anh chị, giống như là em giúp khách xây nhà rất là nhiều, nên em biết rất là nhiều cái mình nên làm hoặc là không nên làm, em đều chia sẻ với anh chị hết. Còn cái nào mà mình làm sâu để tiết kiệm được tiền á thì em cũng chia sẻ luôn. Nên em cũng khuyên anh chị là khi mà mình đi mua nhà thì mình nên cần có một người agent để giúp đỡ mình. Tại vì mình không có trả tiền cho người agent đó. Tại vì có nhiều anh chị em ở rất là nhiều tiểu bang cứ hỏi Vi là anh chị nhờ em mua nhà, anh chị có cần trả tiền cho em hay không. Thì ở bên Texas đó, là khi mà anh chị đi mua nhà thì anh chị không có cần trả tiền cho người agent. Tại vì cái người bán sẽ trả. Giống như anh chị mua một căn nhà ở đây, rồi sau khi anh chị cảm thấy ở không hợp nữa hoặc là anh chị muốn ở khu khác thì anh chị bán nhà, thì lúc đó anh chị mới trả tiền cho cái người agent, vừa trả cho người agent bán vừa trả cho người agent mua. Thì cái chi phí đó thì nói chung là mỗi người tính mỗi cái khác nhau, nhưng mà tùy theo anh chị cũng phải tìm hiểu về cái vấn đề bán thì mình nói sau. Nhưng mà đi mua đó thì em khuyên anh chị là mình nên kiếm một người agent giúp đỡ mình trong vấn đề mua nhà, hoặc là mua bất động sản, hoặc là đi thuê nhà, hoặc là mua commercial. Tại vì anh chị không có cần trả tiền cho người giúp mình đi mua hoặc là đi thuê. Và em cũng có chia sẻ với anh chị là ở bên Texas họ xây nhà mới rất là nhiều luôn. Họ xây xung quanh Houston và những thành phố lân cận. Đi Bra Bele chỉ có tầm 30-30 phút thôi chứ không có xa. Thì tại sao mình phải mua một căn nhà cũ để mình phải lo lắng về vấn đề sửa chữa? Trừ khi mà anh chị nói là anh chị cần mua nhà để đi làm ở ngay downtown, hoặc là ở medical center, anh chị muốn đi gần không có muốn đi xa, ok thì mình đi kiếm nhà cũ. Nhưng mà nếu mà anh chị open, anh chị không có cần phải lo ngại về vấn đề mà đi làm phải tới chỗ đó cho được, thì em nghĩ là những cái thành phố xung quanh á, nhà cửa rất là tốt, giá cả cũng rất là phải chăng. Nhà mới nhà cũ em thấy bây giờ giá cũng giống nhau, tại sao mình không đi kiếm tìm một căn nhà mới. Thì bởi vậy em lúc nào cũng muốn chia sẻ anh chị là nên mua nhà mới thì mình an tâm hơn. Thì nói chung là anh chị có những câu hỏi liên quan gì đến bất động sản, muốn xem những căn nhà nào xung quanh Houston và những thành phố lân cận thì hãy cứ gọi cho em. Thì em lúc nào cũng rất là vui để chia sẻ cho anh chị nhiều mẫu nhà, nhiều hãng nhà khác nhau. Tại vì ở đây có rất là nhiều hãng, nhiều kiểu khác nhau tùy theo giá cả của mỗi người. Thì anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em nha. Em rất là cảm ơn tất cả các anh chị ngày nào cũng đón xem cái video của em. Có nhiều anh chị còn nói là ngày nào cũng mong chờ để xem video của em hết thì em cũng rất là vui. Em cũng mong những cái video em làm ra để chia sẻ được kinh nghiệm mua nhà hoặc là bán nhà, hoặc là những mẫu nhà mà anh chị chưa bao giờ thấy qua, thì anh chị có thêm ý tưởng hay là những khu vực mà anh chị nghĩ là mình sẽ sống ở đó thích hợp. Thì em cũng rất là mong những cái video của em giúp ích được cho tất cả các anh chị. Thì anh chị đừng quên cho một cái like và chia sẻ video của em. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở video kế tiếp. Bye bye.